Trong chúng ta, ai cũng có lòng yêu quý cây xanh. Cây xanh tạo vẻ đẹp, tạo bóng mát, làm đồ dùng gia dụng từ gỗ, làm vật liệu xây dựng, làm nhiên liệu. Một cách thực tế và thô thiển cũng gây ra được những thứ quan trọng mà đơn giản đó. Nhà khoa học thì sẽ chỉ ra được nhiều thứ quan trọng hơn, ví dụ như cân bằng sinh thái, ngăn lũ lụt. Nhưng cây thực sự đi vào lòng người chính là bởi các nhà thơ, nhà văn. Xuất phát từ tình cảm gắn bó với cây xanh như thế, nên khi nhìn thấy những cây to, khỏe bị thay thế chặt hạ, lòng người không khỏi xót xa mà dẫn đến những phản ứng thái quá. Tuổi trẻ thường nông nổi. Sau cơn lốc chiều ngày 13 tháng 6 năm 2015, một số cây mới trồng bị đổ lộ ra những chiếc bầu cây còn nguyên vỏ bọc. Dư luận rộ lên những nghi vấn. Tất nhiên sau đó người ta cũng hiểu rằng không phải vì trồng nông, vì không bóc vỏ bọc mà cây bị đổ. Nhưng căn cứ vì sao lại trồng cây không bóc vỏ bầu, Minh Nguyên Việt Nam đã tìm hiểu về nó và xin được chia sẻ. Về cơ sở khoa học, cái vỏ bọc để bảo vệ bầu cây, nếu vỡ bầu thì cây khó sống. Khi hạ cây xuống hố xong, người ta phải lèn đất xung quanh để giữ chặt bầu cây. Việc lèn đất sẽ dẫn đến vỡ bầu nếu không có lớp vỏ bảo vệ. Việc trồng nông hay sâu còn tùy thuộc vào loại cây sẽ trồng. Ví dụ như cây sấu không ưa nước, không chịu được úng thì người ta trồng nông. Sau này, cây sẽ tự đâm rễ sâu mà cắm xuống lòng đất. Sấu là loại cây dễ cọng. Cây đô thị có cả một bộ môn. Trong một số trường đại học liên quan, người ta có bộ môn cây xanh. Việc trồng cây có quy trình được phê duyệt như kiểu giấy phép xây dựng đối với công trình kiến trúc. Ví dụ như phố này trồng cây gì, vì sao lại trồng nó, vân vân và vân vân. Cách trồng cũng có thiết kế và phê duyệt như đào hố thế nào, cho loại bờ cỡ nào, cọc đóng kiểu mái hay đóng thẳng. Tóm lại, rất nhiều quy trình và chi tiết mà người trồng phải chấp hành nghiêm ngặt. Quay lại cái bầu cây, vỏ bọc bầu phải bằng lưới mà tốt nhất là lưới tự hủy trong một thời gian được tính toán theo từng loại kích cỡ bầu hoặc từng kích cỡ cây. Nó phải đảm bảo khi lên đất để trồng cây hoặc khi trồng xong gió lay thân cây thì bầu không vỡ. Còn nếu lưới không tự hủy thì sau một thời gian rễ cây cũng làm vỡ vỏ bọc để đi kiếm ăn. Nhìn những cái gốc bật lên, các bạn có thể thấy nhiều cây rễ đã đâm ra khỏi bầu. Cũng có một số bầu bằng ni lông hoặc bao loại giấy xi măng. Cái này không đúng quy chuẩn, nhưng người trồng cây đã dùng dao lam rạch nó ra trước khi hạ xuống. Như vậy, loại vỏ bọc này cũng đảm bảo được việc bảo vệ bầu và sau một thời gian cũng bị rễ cây phá hủy. Một điều quan trọng nhất trong toàn bộ sự việc là trách nhiệm của người trồng cây. Họ sẽ không bao giờ để cho nó chết phải trồng lại, bởi đó chính là tiền bạc tài sản của họ. Cây chỉ được nghiệm thu và bàn giao khi thân cây đã có nước, tức là cây tươi, đã có 3 lá gồm 2 lá già và 1 lá non. Đào nghiệm thu phải có rễ bật trắng và rễ vàng. Điều đó lý giải vì sao trên hè phố những cây mới trồng kể cả khi cành lá xum xuê vẫn có cọc trống để cố định thân cây. Sau đây chúng tôi xin nhường lời cho người trồng cây, anh Tuấn Anh, chuyên viên cây xanh, người trực tiếp. Em là Nguyễn Tuấn Anh, làm ở công ty cây xanh Ba Vì. Cây bóng mát cụ thể rất chi tiết là cách một là khi mà đánh cây về cây đánh thẳng là cây nó phải thân tươi có nhiều nước, bầu cây phải đặc chắc không được vỡ và bọc bằng lưới cẩn thận. Khi trồng cây thì phải chống cọc và tránh cho cây khi mưa gió cây lắc vỡ bầu. Khi mà bầu vỡ thì cái xác suất cây chết là rất cao, đặc biệt với những cây yếu mà trồng trái mùa. Có phải đấy là lý do mà cái bầu mình vẫn giữ nguyên, không bóc bầu đi để không bóc cái vỏ bọc đi trước khi trồng không? Vâng, 100% những người trồng cây chuyên nghiệp thì người ta để lưới bọc bầu. Nếu mà có một số chủ đầu tư nếu mà trồng cây mà không có bầu người ta không nghiệm thu và thậm chí người ta đuổi nhà thế thầu cái cây khi đấy, lật là lên nhà mà thầu cái thì vỏ coi như bầu là nó không phải bằng lưới không biết mà nó là bằng chính ni xác lông cây. hoặc là bằng cái bao xi măng ấy, thì anh có thể cho biết được là như vậy có đúng không? Về nguyên tắc thì là đánh cây cây đánh thẳng thì trồng cây là phải bọc bầu, bọc bằng lưới thì là chuẩn nhất, đặc biệt là lưới tự tiêu sau một một thời gian là lưới tự tiêu là chuẩn. Trong trường hợp mà một số người dân mà đánh
đánh cây ở các khu vực xa xôi, ví dụ trên núi hoặc là trong rừng mà người ta không kiếm được lưới, mà người ta có vật liệu sẵn có như ni lông hoặc là bao tải thì người ta có thể đánh được, có thể bọc bầu chắc cẩn thận. Nhưng mà khi mà vận chuyển đến nơi trồng thì người ta phải rách cái ni lông và cái vỏ bao ra, để cho khi mà cái cây nó bật rễ non, lúc đó rễ non đang yếu, nó chưa đủ sức thì nó luồn qua những cái rãnh rạch đấy để nó ra cái phần đất mới, nó hút chất dinh dưỡng để nó nuôi cây. Có một số cái cây mà khi mưa ấy, nó lộ cái phần cái bầu trồng nông ấy, thì theo anh như thế thì nó có đúng quy trình không? Tức là theo quy trình thì cái bầu ấy phải trồng như thế nào là đúng? Quy trình thì không thể nói hết được là trồng cây cây trồng nông hay là sâu. Ví dụ một số cây nó ưa được ngập nước thì cái người trồng người ta có kinh nghiệm thì người ta trồng sâu. Còn ví dụ như cây xấu hoặc một số cây mà không chịu ngập nước thì người ta phải trồng nông, và trong quá trình nông thì người ta sẽ gia cố cọc chống để đảm bảo cây nó sống. Còn mà vẫn trồng sâu xuống mà cây nó ngập nước là nó sẽ chết. Cái đó thì là nông hay sâu là do kinh nghiệm những người trồng cây, người ta thi công trồng cây. Vâng, thưa anh, xin hỏi anh một câu cuối cùng là khi mà mình bàn giao rồi, khi bàn giao thì cây nó ở tình trạng như thế nào thì có thể bàn giao được, bàn giao nghiệm thu được? Thường thường là cây, ví dụ cây bóng mát thì nó phải nảy lộc 2-3 lần lá, có lá non, lá già 2 lần, và bộ rễ người ta đào lên thì phải có rễ non trắng và rễ vàng. Còn thân, khi người ta trích thân ra thì thân nó phải tươi, có nhiều nước, nhiều nhựa, thì lúc đó người ta mới dám chắc là cây sống, người ta mới dám nhận bàn giao và nghiệm thu. Nếu như mà trong trường hợp bị chưa bàn giao mà bị bão lật đổ thì cái thiệt hại đấy sẽ thuộc về ai? Chắc chắn là nhà thầu thi công trồng cây phải chịu. Trong trường hợp mà anh trồng rồi không bị bão đổ nhưng cây chết, anh phải thay cây khác thì thiệt hại cũng thuộc về ai? Thiệt hại là cũng của nhà thầu phụ thi công trồng cây, thì là người ta phải chịu trách nhiệm với sản phẩm người ta bằng trồng. Đến khi đạt yêu cầu thì chủ tư cộng các bên liên quan.